mọi người, bây giờ mình sẽ ghé qua một cái địa điểm gọi là thời điểm này cái hoa mơ đang nở rất là đẹp. Do là mình đã từng đi qua đây một số lần và cũng thời điểm này hàng năm thì ở đây công viên này hoa mơ rất là đẹp. Đây là công viên Koshigaya, hoa mơ nở rất là đẹp. Ume hana. Kia mọi người nhìn này, phía đằng sau kia là công viên hoa mơ phía đằng kia. Và cứ cái dịp mà khi mà có lễ hội hoa bên này thì người ta sẽ có những cái bán cả đồ ăn các thứ. Thì mọi người nhìn thấy những cái lều mà những cái lều bạt đằng kia là những cái túp lều mà người ta mở những cái bán đồ ăn vặt các thứ, đồ nướng, đồ xiên các thứ. Mình sẽ di chuyển vào bên trong nhé, mọi người theo chân mình. Đây là bãi đậu xe, mọi người đậu đây là miễn phí. Dọc vô đây là bán đồ ăn này, đường lương này. Rất là đa dạng đồ ăn luôn. Nhưng mình sẽ di chuyển vào công viên cho mọi người coi. Cái chỗ này rất là to. Do không? Đây là công viên hoa mơ của Nhật Bản. Thời điểm này đang dịch corona nên mình sẽ quay nhanh cho mọi người sơ qua. Wow. Cái này nếu mà có flycam bay trên cao thì rất là đẹp. Mọi người sẽ nhìn được toàn cảnh. Khi mà hoa mơ nở một thời gian thì sẽ là có hoa anh đào. Phía đằng sau đây là hoa mơ, cái background sau của mình là hoa mơ. Do là mình đang dị ứng vấn hoa nên phải đeo khẩu trang. Và nếu không đeo khẩu trang thì vào đây cái phấn hoa nó rất là dữ dội, về đêm rất là khó thở. Những địa điểm thì cái cánh hoa mơ này nó đan xen, màu đỏ, màu trắng đan xen nhau rất là đẹp. Phía đằng kia có màu đỏ này, màu hồng này. Cây này cũng rất là đẹp này. Đằng kia có cây màu đỏ. Vào đây đã thấy gọi cảm thấy ngứa, hơi là ngứa mắt rồi. Và đằng này có cây màu đỏ rất là đẹp. Mình sẽ di chuyển qua cây màu đỏ này. Rồi mình nhìn cây màu đỏ. Thế cây cũng rất là đẹp này.
nếu nó không vào đúng cái thời điểm mà dịch corona thì mọi người sẽ đi rong rả, mọi người sẽ ngồi dưới gốc cây này và thư thái, nói chuyện với bạn bè này, uống bia thì rất là đông. Mọi người nghe thấy tiếng những con quạ kêu thôi, rất là nhiều. Ở bên Nhật thì quạ là một trong những con chim nó hầu như công viên nào nó cũng có. Nhìn đi nhìn lại cái cây này rất là đẹp luôn, mấy khung cảnh những đoạn này. Nhưng mà đứng ở mới gần mấy cây này, cái mùi hoa của nó rất là nhiều nên rất là cảm thấy nó ngứa mắt, rất là khó chịu. Ở đây cũng có một cái bãi đậu xe ngay đây luôn. Đây là hoa trà, đây là bông hoa trà của Nhật Bản này. Đi vào đây một lúc nói chung là rất là khó chịu. Nhưng mà chủ yếu là muốn quay những cái khung cảnh hoa mơ ở thời điểm hiện tại của Nhật Bản cho mọi người coi. Thì mọi người nhìn thấy cũng khá là đẹp. Và sau khi mà kết thúc hoa mơ thì sẽ là hoa anh đào tiếp theo. Và mọi người, người dân Nhật Bản thì họ đi đến công viên này thì chủ yếu là thư thái thôi. Mọi người nhìn thấy vẫn mọi người ở phía đằng này, trẻ em các thứ thì chơi, người già hoặc là những cặp tình nhân thì sẽ có những miếng chiếu giải.
Mình sẽ kết thúc video ở đây. Nếu mà mọi người thấy hay hãy nhớ like và subscribe cho mình nhé. Thank you.